Kính thưa quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ các ông bà và anh chị em và toàn thể quý vị, quý khách đồng hương từ xa gần, đặc biệt là tại Houston, Texas. Chúng tôi đang đứng ở trước linh đài Đức Mẹ La Vang thuộc giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Một niềm hãnh diện cho giáo xứ của chúng tôi đó là được Đức Hồng Y Đa Nhô cho chúng tôi xây dựng linh đài này. Và rồi trong suốt 5 lần vừa qua chúng tôi đã tổ chức Đại hội Thánh Mẫu La Vang ở tại đây. Năm nay là lần thứ 6. Quý vị cũng biết là đứng trước linh đài này, chúng tôi được những làn gió nhẹ từ xa thổi tới, những lá cờ đang là đón chào tất cả quý vị về với linh đài Đức Mẹ La Vang vào ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7 tháng 5. Hay nói cách khác là thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật tuần tới này. Chúng tôi sẽ có những buổi hội thảo, những thánh lễ, những cuộc rước, những lời cầu khấn. Xin Đức Mẹ tiếp tục chúc lành trên toàn thể quý vị cũng như kể cả chúng tôi nữa. Bên cạnh đó, chúng tôi được mời gọi quý cụ, các ông bà và anh chị em đến không phải chỉ có những người công giáo. Bởi vì khi Đức Mẹ hiện ra ở tại La Vang vào năm 1798, Đức Mẹ đã hiện ra cho cả những người không phải là những người công giáo đến kêu xin Đức Mẹ. Vì vậy, chúng tôi cũng mời gọi quý khách đồng hương cùng đến với giáo xứ Đức Mẹ La Vang, nhất là trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ La Vang ở tại đây, để chúng ta cùng khấn cầu với nhau. Với chủ đề năm nay, đó là lần thứ 6, Giáo hội Công giáo được kính nhớ 100 năm Đức Mẹ Fatima đã hiện ra ở tại đó bên Bồ Đào Nha. Và vì thế mà chúng tôi tiếp tục mời gọi quý bà và anh chị em với chủ đề mà chúng ta cần có cho năm nay, đó là gia đình cần cải thiện đời sống, là mệnh một trong 3 mệnh lệnh Đức Mẹ Fatima mời gọi tất cả con cái của mẹ trên toàn thế giới sửa đổi chính đời sống của mình để có được một gia đình hạnh phúc, ấm êm, trên thuận dưới hòa. Vì vậy, một lần nữa chúng con mời gọi quý cụ, các ông bà và anh chị em với các giám mục, với các cha, các nhà giảng thuyết đến với giáo xứ Đức Mẹ La Vang và xin quý vị cùng đến để có những buổi hội thảo về đời sống gia đình, có những thánh lễ để cầu nguyện cho quê hương, cho tổ quốc, cho gia đình của chúng ta và có những giờ khấn để xin Đức Mẹ luôn luôn đồng hành trong đời sống đức tin của chúng ta. Một lần nữa, chúng con đại diện cho giáo xứ Đức Mẹ La Vang, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Đức Vượng, chánh xứ, được kính báo và kính mời tất cả quý vị cùng đến để bên Mẹ La Vang, các gia đình cần cải thiện đời sống, chúng ta sẽ được bình an. Chúng con xin chân thành tri ân và kính chúc những điều tốt đẹp đến cho tất cả mọi người.